các bác. Trên đây đó là cái gấu cuốc con gà. Cái này đời các anh chị nào mà thế hệ 7x 8x là đầu 9x là sẽ hay gặp này. Maze Insan Chinler Trung Quốc. Này các bác, cái này là con gà Maze Insan. Đấy, loại này là loại 1 cân. Đấy. Thì con này hôm nay chúng tôi sẽ cắt ra để làm, thứ nhất là để làm kỷ niệm một con dao Thái vẫn còn giữ hình con gà. Đấy. Và cái này nó gọi là, cái này gọi là cái tông, từ cái tông, cha cá. Cái tông này, cha cá này thì sẽ để làm một con dao mèo. Đấy, gửi lại cho các bác xem luôn. Quá trình làm. Cái cuốc này thì nó có tuổi đời nó khoảng độ 3-40 năm gì đó. Cái này không phải 3-40 năm, từ năm 80. Cái này từ năm 80. Năm 80 đến bây giờ là chả 45 rồi. Đấy, cái này nó khoảng tuổi đời từ 80 đến 90. Đấy, 3-40 năm. Để các bạn xem nhé. Cuốc này là cuốc của Trung Quốc, cuốc con gà. Ê, rút sao nó nổ? Cái này đi chúng nó ta tản nó nổ, chúng nó ta tản lúa cũ nổ, ra ở sân để nó được giống gió nó được sáng bên này, chúng sẽ lao chẳng vuốt. Nhiều có chân giả tạt tao hồ con nó à, nó thì nhiều vô nó mà giờ phù lúa nó chẳng nó hả? Thua nó lột dầu nó ấy vô nó đi nó xuống này dứa nó ấy nó bị gì nó ta táo nó có mất ra nó bị lao nó ta lùi dưới trong bình đó tối lúc xuống lao nó Tổ quốc. Không dài phê đê chứ nhỉ? Đây là cái tông cuốc các bạn. Chẹo rồi. Từ cuốc chuyển sang dao. Một cái tông cuốc này là làm được một con tầm 24-25 các bác ạ. Nếu mà làm mỏng nữa thì 26-27. Hay mấy chú? 24. 35. 35. Bình thường 24. 24. Thôi. bây giờ chúng ta sẽ cùng xem chúng tôi cái con cuốc gà này các bác nhé. Đấy, thì chúng tôi mài nhẵn rồi, đấy. Thì tôi nó sẽ lên cái đường nhiệt luyện cho các bác xem. Cái than nó lổ lổ này nó không phải là than cứng gì. Các bác xem là than củi này, không có cái lò, không có cái chụp, sắp tới làm cái chụp ấy. Đấy, đây là bây giờ nhìn nó bụi bay rồi, trắng đầu luôn. Đấy, bảo có làm cái chụp mà quên mất đấy. Đây các bác xem là cái đường tôi thì các bác xem là lúc đầu là một cái cuốc như vậy, một cái cuốc này, cuốc này là cuốc của tôi, nó vẫn còn to, này vẫn còn lành. Đây, một cái cuốc thì cái phần tông này chúng tôi cắt ra là làm được một con dao mèo này, con dao mèo này nước tôi tầm này. Đấy, con dao mèo tầm 24. Đấy, phần mặt này, mặt dưới này thì chúng tôi làm một cái con dao Thái, nó còn chữ này, đây con gà này. Các bác xem, đây là con gà, con ký số hiệu của nó đấy. Thì cái này thì là mang tính chất là sưu tầm thôi. Cái cuốc này nó cũng có tuổi đời cũng khoảng 3-45 rồi, mang tính chất là sưu tầm. Quay lại cho các bác xem, con này sắc lắm. Các bác xem cạo được lông sống luôn. Đấy, sắc lắm con dao này. Con này chỉ là thái gọt hoa quả linh tinh thôi, mà mang tính chất là sưu tầm thôi, gửi cho các bác xem. Và cái cuốc này nó bị gãy ở chỗ này nên là cái phần đầu con gà gáy này nó bị khuyết mất, hơi khá là tiếc. Con gà nó gáy lên, nó bị mất, khá là tiếc. Còn con này một chút nữa chúng tôi sẽ mài lại, quay lại cho các bác xem. Đấy là hai con dao, một cái cuốc, mong muốn gửi cho các bác xem. Tôi vẫn còn một cái cuốc này. Đây, cái này là cái thứ nhất là giá trị hiện vật các bác nhé. Cái cuốc này mua 700.000 đấy. Cái tông của nó một chút nữa sẽ test lại cái con này cho các bác xem. Đây, xem các bác, đây nó là cái phần tông. Đây, cái này là cái phần tông của cái cuốc. Đây, thì cái cuốc ấy là cuốc 1 cân, còn cái loại này là 1,5 cân sao ấy. Đấy, Mặt sắt này. Mình cắt được đó anh nhé. Đấy, mình cắt được đấy. Mới cắt được cái điểm chặt cho các bạn nhé. Đấy. Thì cái thép này cũng chỉ mang tính chất là sưu tầm thôi, nên là chúng tôi cũng không test kỹ. Cái thép nào mà thương mại thì chúng tôi sẽ test kỹ hơn cho các bác xem. Đấy, thì là đấy, thì chung quy cái nội dung video này nó là từ một cái cuốc 3-45 tuổi như vậy. Đây các bác, chúng tôi rèn được 2 con dao, một con dao Thái, vẫn còn lưu lại những cái kỷ niệm đây, con gà và số hiệu đấy, và một con dao nhọn từ cái tông cuốc này, tông cuốc dày này. Đấy, mong muốn là chia sẻ lại cho các bác xem. Thì cái này bây giờ chúng tôi gửi trả cho người ta. Trả hàng cho người ta. Bây giờ chúng tôi gửi trả hàng cho người ta và kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã đón xem video. Chúc các bác vui khỏe, hạnh phúc. Đấy.